Ê, hàng của chợ Trấn Thanh Bình đón về ở đây. Đây nhá, bà con gửi xe về đây nè. Đó, bà con gửi xe bất kể giờ giấc nào, chợ Trấn Thanh Bình đều đi đón cho bà con hết. Đây, bà con nhìn thấy chưa? Đó, bà con thấy đây là bến xe Tiền Hải này. Đó, có rất nhiều xe ở các tỉnh. Bà con cứ ở nhà chăn nuôi dế và gửi theo xe về cho trại Trấn Thanh Bình. Đây, hàng đóng xong, đón xong đây bà con. Đây, bất kể mọi giờ giấc nhé, trại Trấn Thanh Bình, bà con cứ gửi trại Trấn Thanh Bình đi đón cho bà con. Đó, hôm nay nhân viên nghỉ, tôi trực tiếp đi đón cho bà con đây. Ở đây, đây bà con thấy không? Đó, đấy nhá. Đó, cho nên là bà con cứ ở nhà yên tâm chăn nuôi dế và gửi theo xe về cho trại Trấn Thanh Bình. Trại Trấn Thanh Bình ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho bà con một cách uy tín. Bà con thấy là rất nhiều bà con gửi rất nhiều hàng về và luôn luôn là số lượng lớn nhé. Bà con thấy một cái thùng kia nó bằng cả 10 cái thùng cắt tông với bà con ạ. Cho nên khi bà con nhìn thấy sản lượng thu mua của trại Trấn Thanh Bình, bà con gửi về thì bà con hiểu là trại Trấn Thanh Bình có đầu ra tốt như thế nào và uy tín như thế nào. Đấy, không phải giống như cái chạy trại gì đó Thanh Thanh gì đó nhá, gửi mấy cái thùng xốp mấy thùng cắt tông lên không bằng, không bà con gửi bà con biết rồi, không đủ tiền cước. Đó, trại Trấn Bình hướng dẫn bà con đóng vào cái thùng lưới như thế này, hàng vài ba chục cân gửi về một lần nhé. Đó, và một thùng này chỉ hết hơn 100.000 tiền cước thôi. Đó, bà con thấy là đó, các tỉnh gửi về rất nhiều luôn. Đó, bà con thấy bởi tại sao mà người ta lại thu mua bằng thùng cắt tông hướng dẫn bà con như vậy, bởi vì người ta không có đầu ra và người ta chỉ làm mô hình thức thôi và mục đích như nào con thừa hiểu rồi. Còn trại Trấn Thanh Bình thu mua cho bà con hàng chục cân dế một lần gửi và hàng tạ dế một tháng một bà con nhé. Và kính chúc bà con trong ngành chăn nuôi dế thành công. Trại Trấn Thanh Bình cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật nuôi và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho bà con trên mọi miền Tổ quốc. Tôi kính chào bà con nhé. Bà con nhé, đây hàng của Trại Trấn Bình lên, vậy là bây giờ là 8 giờ rồi. Đấy, bà con cứ gửi theo xe về là Trại Trấn Bình đón bất kể mọi giờ giấc nhé. Trại Trấn Bình đều đi đón hàng cho bà con. Và hàng dế bà con gửi về đây. Đây là bây giờ là 8 giờ tối rồi. Bà con cứ gửi lại Trại Trấn Bình đón nhé. Trại Trấn Bình không căn cứ thời gian. Vì Trại Trấn Bình làm ăn là uy tín và đã bà con đã gửi hàng bất kể thời gian nào thì mình đón hết nhé. Xin kính chào bà con. Đây, bởi cái đó là dân Tiền Hải đến đây là gần 8 giờ rồi. Đấy, bà con cứ gửi theo xe là Trại Trấn Bình đón. Đây, con dế rất là tuyệt vời. Bà con ở các tỉnh gửi về cho Trại Trấn Bình rất đông và với số lượng rất lớn, đây là thùng lưới cho bà con này. Đó, tôi xin kính chào bà con nhé. Ra tháo hàng xuống đi.